Chào các bạn đến với Sửa Loa Thanh Cao. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành, hạnh phúc, thành đạt trong mọi công việc. Thì hôm nay mình đi giao loa về huyện Gò Công Đông của tỉnh Tiền Giang các bạn. Thì mình biết là bà con ở đây là đang thiếu nước ngọt để sinh hoạt. Thì sẵn mình chuyến đi giao loa đây, mình có mua cái bồn một khối ha, để mình mua nước ngọt để mình tặng cho bà con ha. Thì đây là vô văn hóa đang phụ để lắp đặt cái hệ thống ống nước vô nha, đặng mình để vận chuyển nước tới nhà khách được. Đó, vậy cái gắn cái khóa 27 vô đó. Thì mình nước ngọt này mình tặng cho bà con nha các bạn. Thì mình có nhiều mình tặng nhiều ha, tại chiếc xe mình chở được có một khối thôi, chở quá tải là bị phạt nặng lắm. Dài dài cũng được, chừa dài chút cũng được, lỡ có gãy mình thay tới thay luôn cũng dễ. Còn đây là để thử được là chân đang nghiên cứu để đút cái ống vô, đặng tới nhà bà con nào mà thiếu nước cái mình xả ra cho bà con, không cần cứng, tại mình xả ra mình xin nước chạy thẳng ra, nó đâu có dướng gì đâu. Được rồi, vậy là ngon rồi, cắt khúc tới đó cái mình nhét vô không cần dán một đường nữa. Rồi bên kia y chang vậy luôn là quá lộn rồi. 27 vô phải 21. Hả? Sao? Đang làm bắt đầu cái mình xong mình bỏ lên xe. Cái mình xả nước ngọt vô nha các bạn. Các chỗ khác thì đang thiếu nước trầm trọng nha, như mấy cái huyện Tân Trụ nè, huyện Gò Công Đông nè của tỉnh Tiền Giang đang cái nguồn nước ngọt đang thiếu trầm trọng. Gắn khóa vô về được rồi. Thì các anh chị nào mà ở vùng thiếu nước á, có mua lo đặt lo gì á, thì gọi cho mình ha, để mình biết đem nước theo để hỗ trợ tặng cho bà con nha. Rồi ngon lành, gắn cái phá nữa rồi khiên bỏ lên cái cần dê xe lên gần không tới không dê lên không. Đang xả nước vô nghe còn bà con. Nước này là nước sạch, nước của nhà máy cấp luôn nha. Để mình của ít lòng nhiều, mình có nhiêu mình hỗ trợ cho bà con nhiêu. Thầy đang đinh vỏ lo lên giao cho bà con nha. Để nằm xuống. Thì mình chạy hồi nãy giờ cũng cỡ một tiếng rưỡi đồng hồ nha các bạn. Thì giờ cũng đến được cầu Chợ Gạo rồi. Do mình chạy tốc độ cỡ 40 km/h thôi. Đây là cầu Chợ Gạo 2 nè các bạn. Cầu
bắt qua chợ gạo để cho bà con dân sinh đi qua đi lại. Còn cái cầu này là cầu nằm ở trên quốc lộ 51 ha. Do trên xe mình chở nước á, chở nước để hỗ trợ cho bà con lúc bị hạn hán, đặc biệt là ở huyện Gò Công Đông, nên mình không có chạy nhanh được ha. Xe mình thì chở vừa đủ tải thôi, nên nước cũng khó chạy, chạy tới sàn qua sàn lại cũng hơi khó ha. Đây là quyền chợ gạo của tỉnh Tiền Giang. Đây mình tới huyện Gò Công Tây rồi nha các bạn. Gò Công Tây thì nó nằm ở phía tây, còn Gò Công Đông thì nó nằm ở phía đông. Phía đông là giáp với biển. Tại tình trạng thiếu nước ngọt ở Gò Công Đông là rất là nặng ha. Xe này là xe cho nước từ thiện đang đi về này bà con. Thì chuẩn bị tới được huyện Gò Công Đông rồi ha. Là cái huyện của tỉnh Tiền Giang, nó giáp với biển nên cái tình trạng là thiếu nước ngọt rất là trầm trọng ha. Thì không biết ở đây có mưa chưa, nhưng mà mưa thì nó cũng chưa có đủ thấm để mạch nước có nguồn nước đâu. Chưa đủ thấm đâu, chừng nào mưa già lên nó mới có đủ nguồn nước để cấp nước ngọt cho bà con. Đây là cái cổng chào của thành phố Gò Công. Xe cứu trợ nước cho
ta, cũng nói chung là cũng không có nhiều, mà mình muốn cho bà con cái gì, những gì bà con đang cần ha. Rồi tới rồi nha các bạn. Ông anh là đang xài cặp loa 3 tấc với cái loa Bosni nha các bạn. Cặp loa Bosni. Nguyên vàng đó. Dạ, nguyên vàng luôn. Ông về cũng giữ luôn ha. Đó, ông về cũng giữ luôn. Hôm nay mình lên nâng cấp để cho ông anh xài thành một cái lo kéo cho nó gọn nha. Xài tivi Samsung mà thêm cái cục Android nữa hả? Đây mình sẵn đi giao lo nha các bạn. Mình có chở theo một khối nước để hỗ trợ cho bà con dùng bị khô hạn, đặc biệt là ở huyện Gò Công Đông ha. Ở đây anh lại đây cái anh xả ra luôn à. Nước này là nước sạch nha. Nước nhà máy cung cấp á. Dây không tới đâu. Phải có cây nước bự rồi bà con mới có nước đủ xài chứ. Một nhà xài phải một ngày một can này đâu có đủ. Cũng đi, dạ. Ký tên mà sao mà rồi sao cũng đâu mất tiền luôn. Dạ. Đi ba xe này nó hình như cái bồn này chắc khoảng 30 can á, coi mấy chị nào có cần nước á chị nói. Dạ. Đó. Bây giờ đang hỗ trợ cho bà con dùng ngập mặn nha các bạn. Đặc biệt ở Gò Công, Thanh Cao là của ít lòng nhiều nha. Dù xa xôi xe mình chở được con khối thì mình tặng khối, còn hả bà con mà có nhu cầu mà nhiều thì gọi cho mình sẽ hỗ trợ xe lớn. Xe lớn thì xe mười mấy tấn nó vô đây không được, mình phải ra đầu đường mình nhận nha. Dạ. Không có xe đường đó mười mấy tấn đi không được. Em có xe 18 khối, 18 20 khối nó hỗ trợ phụ em được đó, nhưng mà mình phải ra đầu đường mình nhận, còn mấy xe vậy thì chở vô tới chỗ. Rồi bà chị luôn, có bà chị đây vô luôn. Lấy nước sạch về bà chị ơi. Dạ. Em là Thanh Cao. Em là Thanh Cao ở Long An. Đây, xưởng lo Thanh Cao ở Long An đây. Nay đi xuống tới huyện Gò Công Đông, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông. Để tặng nước sạch cho bà con xài. Thì em cũng nghe báo chí báo đài nói là ở đây mình đang bị thiếu cái nguồn nước sạch trầm trọng. Nên xe em chở được có con khối thôi, em tặng bà con khối. Chừng nào mà bà con thiếu thì có gì gọi em chở xuống tiếp. Dạ. Dạ dạ. Dạ dạ.
Kể nhiều người hỗ trợ đừng bà con có nước xài. Alo. Dạ dạ. Dạ anh ở đâu? Ở đâu ở đâu? Ờ. Biết rồi. Giờ sao má máy bị sao? À, rồi ngày mai em làm cho nha. Rồi. Rồi đây luôn, lấy nước đây đi cho gần cho bà con ơi. À, Thanh Cao chở từ Long An xuống đó nha. Từ Long An luôn á. Chở từ Long An xuống cho bà con luôn á. Hôm nay con có nước sạch xài không? Hả? Không hăng. Ờ, nay chú Cao chở nước xuống cho con nè. Lấy đi ngang. Hôm nay ở dơ luôn phải không? Nước xài mà không có nước uống. Nước xài, anh không xài không có nước uống à? Dạ. Không có cái nước này là nước nhà máy cấp đó là uống được đó. Dạ dạ. Nước nhà máy cấp đó ngang, em lấy nước nhà em xài rồi em đem luôn đó, chứ không phải là bơm nước đâu đâu. Đây hôm nay mình đi về huyện Gò Công Đông để hỗ trợ bà con nước sạch nha các bạn. Đó, các anh chị điện máy nào mà muốn đồng hành Thanh Cao thì cho mượn xe, mượn bồn luôn nha, mượn tài xế luôn để đi chạy. Tài xế không mượn, mượn bồn mượn chứ tài xế mượn không có. Tài xế không có tài xế sao chạy? Cho mượn xe, cho mượn bồn sao không có tài xế ai chạy cho chị? Dạ. Tài xế ơi đâu có. Tài... Có nghĩa là chiếc xe em nè, em nói là mấy anh em điện máy á là muốn lấy nước đi cho bà con, em cho mượn xe, cho mượn tài xế chở luôn. Dạ không có, đâu có phải nó kêu chị nuôi đâu. Dạ không có, không có kêu nuôi cơm. Ừ, không có. Ê, mấy chị này lúc này nước chỉ nói nước không có uống tiền đâu mà lo cơm cho tài xế. Dạ dạ dạ. Ừ. Nguyễn có nước uống là được rồi ha. Cái nước này là nước nhà máy cung cấp đó nha, nước sạch hoàn toàn chứ không phải bơm từ nước sông lên nha. Đây mình đang ở huyện Gò Công Đông. À, hôm nay tuần lễ chưa tắm ha, tháng chưa tắm. Dạ. Dạ dạ, ý nói mấy chị an tâm, nói cái này nước này uống vẫn được bình thường, ở nhà em uống nước này không chứ nước nào. 10 bữa chưa tắm rồi nghe, em bé này 10 bữa chưa tắm luôn nè. Rồi, chào đi. Chào đi. Rồi. Ờ, mấy tuổi rồi? Mẹ nó mất rồi. Mẹ mất hả? 2 tuổi. 2 tuổi hả? 2 tuổi mấy, gần 3 tuổi. 2 tuổi mấy, ba mẹ mất mà ba còn hả? Còn. Rồi, chở nước về luôn. Đây. Đây một chú lấy nước đẩy xe rùa về nè. Dạ. Thì trên xe mình chở được một khối là 30 can á. Bà con lấy hết để xài đi. Dạ. Dạ dạ. Không có cái lo để của anh gì anh 10. Rồi lên lên đường luôn, lên xe luôn. Rồi đẩy đi. Đó. Rồi quay lại cái chuyên môn chính của mình là hôm nay là Tiểu Long Nhân là đi ráp lo với mình ha. Nhà ông anh đây là có cái cặp lo thì hát nó không đã nên ông anh muốn chuyển về thành lo kéo, nên hôm nay mình đi xuống đây nâng cấp lên một thành một cái lo kéo cho ông anh nha.
mình xài bo mạch nó công sức nó hay hơn 5 ly, tiếng ca nào này kia nó không có bị hú nữa. Dạ dạ có chống hú. Bò đen nhanh hơn. Bỏ một ly ra, không xài xài bo công sức là nó không có bị hú. Bo này nhiêu quá? Ngàn quá. Xe đó chắc cho được chừng hai xe đó cho chừng 20 hộ rồi xong rồi. 20 hộ rồi. À, ở gần đây mà dĩ tỷ phải có cái trạm cấp nước nào ở chừng vài chục cây số á, có cũng được. Khu này đâu có nước đâu. Đây đâu có nước ở trên Mỹ Tho hay về không? Dạ. Tiền Giang về đây không á? Đây từ ở dàn Kỳ Thôn của Tiền Giang á. Về tới đây xài làm ba vụ. Ở đó đây là nước mặn, nước biển lên không à? Nó mới ngăn lại phải không? Đắp qua đê, đắp ngăn lại. Nó hàng xong. Mới làm được 3 vụ nay, mấy năm được cái này nó cắt còn 2 vụ rồi. Ha, thiếu nước. Thiếu nước. Ở đây có điện không anh? Có. Bắt tụi tôi cái này vô đây luôn đi. Để có cổng dây bắt công như vậy nè. Cổng này em có câu chữ cái vô. Đáp xong nha các bạn.
xong nha các bạn. Lắp xong ông anh cũng tải làm một bữa rai rai sương sương ha. Nay có bạn già ở kế bên nhà ông anh, ở kế bên nhà nãy giờ em được nãy giờ anh cũng nghiên cứu coi thanh cao làm lo. Tuổi mới hai con phải xa gia đình, coi cốc thân một mình nơi xứ lạ người xa. Đêm nay tiếng mưa lòng con sao nức nở, tuổi thân con thơ lo đôi biết nhờ ai. Đời nổi trôi đâu biết đến ngày mai, nước mắt bắn con tuôn cao ôi nhớ mẹ làm sao. Mẹ ơi, mẹ ơi, con mong sao năm tháng xưa quay về được ngồi bên mái ấm của tình thương, để được nghe câu hát mẹ ru con bên mái trăng lạnh lùng như tấm đường tình thương. Quá bao năm tháng trôi đời bao nhiêu biến đổi, tóc mẹ đã hai màu vì dậy nắng dầm dầm sương. Rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương, nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ làm sao. Đêm nay tiếng mưa lòng con sao nức nở, tuổi thân con khờ lo đôi biết nhờ ai. Đời nổi trôi đau biết đến ngày mai, nước mắt mắt con tuôn cao ôi nhớ mẹ làm sao. Mẹ ơi, con mong sao năm tháng xưa quay về, để được ngồi bên mái ấm của tình thương, để được nghe câu hát mẹ ru con bên mái trăng lạnh lùng như tấm đường tình thương. Quá bao năm tháng trôi đời bao nhiêu biến đổi, tóc mẹ đã hai màu vì dài nắng dầm dầm sương. Rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương, nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ là
làm sao. Rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương, nước mắt có tuôn trào. Ôi nhớ mẹ làm sao. Xin cảm ơn anh mời cho giúp vui một bản. Thôi được rồi, được rồi, một bản. Em vui nhớ mẹ. Xin cảm ơn anh mời các em ơi. Thời gian thấm thoát xa dần.
sông còn hai bờ thương nhớ. Bên lỡ tôi đây, bên bồi này thiếu bóng anh ngày nào. Từng chiều tôi cô đơn ngái bóng bần thả trôi sông, nhìn con sông lăng tăng mỗi tình đầu mãi trôi về đâu. Từng chiều tôi cô đơn ngái bóng bần thả trôi sông, nhìn con sông lăng tăng mỗi tình đầu mãi trôi. Hát dài bản coi, góp vui chương trình văn nghệ được coi. Đây ta có đồn quái đồn quay phim xuống xuống ca rồi cho ta quay lên mạng nè. Anh nói đồn ca nhạc sống vàng á. Hát xong thì sáng là dông á. Có đây ta có tổ chức cái đồn ca nhạc sống vàng. Ca xong rồi mai dông. Đi xuống liền. Đồ em vơi đi qua miền rừng cao nguyên về anh, cao nguyên có còn vào hòn thông reo có còn nhà nhà cô bên rừng bên suối bên đường đồ thành còn vui. Còn buồn một mình như lần em đòi người.
tình quê. Ngược lại cha hình bóng xưa quay về, người em gái nhỏ dịu hiền cả nhà cùng với nhớ quê hương. Tiếng đàn cũng lời ca ngày xưa hai đứa bên nhau tình dân sống dạt dào. Giọt mộng trăng sao có nào ngờ đâu, đời họp tan dòng nước trôi qua cầu. Giờ nơi xứ lạ quê người ai giàu đam mỗi lúc em ca. Vô đi anh em ơi. Và để hôm nay mình về Gò Công Đông thì không có gì hơn tặng mấy ông anh bài hát là mang tên Đò Xa Ngang. Mà hoa tê tái cho lòng ai nhớ.
tình đậm sâu. Đêm dài nhìn anh trăng u sầu, mình anh thương tiếc cuộc tình anh đã cho trao. Tìm đâu bóng dáng hôm nào, từng đêm trong sương lạnh anh khóc tình mình bề dâu. Anh thương tiếc cuộc tình anh đã cho trao. Tìm đâu bóng dáng hôm nào, từng đêm trong sương lạnh anh khóc tình mình bề dâu. Thank you.
qua đời tôi. Con sao trong lòng nhớ bài thang thờ, tiếng sao bị thương nức nở giữa đêm trường. Sau đôi thương con em cùng con trường, sao xa lạnh thương thương không hòa điệu. Mẹ nói cà mau sao
thế.